cái chỗ này các em nhớ chỗ này nè, điều chúng ta không mong muốn nha, rồi đó là cái ta không muốn. Thí dụ mình cho một nhân uống, ví dụ còn dầu vô, nó đủ tiếng, rồi còn dầu uống vô là nó nghi quẩn luôn, hơn là những trà. Bởi vì cái mà nó co tắc là nó tắc ruột con, nó không đợi, phải tới một nhà nó co tắc mới là cái nó không đợi. Như vậy cái dầu còn dầu là thuốc sổ đó, thì sau này ta cũng không dùng lắm. Bởi vì nó có tác dụng gì? Tác dụng là cái acid ricinoleic là có trong cái dầu đó, nó làm cho nó tác dụng là kích thích ruột non. Công chỉ định nó là trong cái dầu các chất vân vân, rồi không dùng cái chất độc thân dầu á, đây là dầu trong dầu nữa, chất độc thân dầu thì nó bị giữ lại nữa, cho dầu vô thì giữ chất độc lại, không được dùng. Thứ ruột già, đây là cái đường thân cần anthraquinone. Thì chữ anthraquinone là giúp cho các em dễ hiểu, nhưng mà nhớ là chúng ta dùng nó là anthraglycosic. Anthraglycosic là gồm có anthraquinone, còn có phần đường với là kém mà đang dùng. Đi cái meta thì cái chất này phenolphthalein là chất đầu tiên chúng ta dùng, sau này ta bỏ cái này rồi. Tiếp theo nha, bisacodin và bicosumab. Rồi ý định ví dụ như là giảm cơ thắt di cầu sau phẫu thuật, rồi máu cơ tim đột quỵ, hay là giảm cái đau tổn thương hậu môn, cái thứ nhất chính là nó đó. Thì các em quan sát đây nha, đầu tiên chúng ta đưa vô thì đây là anh ta cái nồi, nhớ là vị trí 1 và 8 nha, đây là vị trí số 1 và vị trí 8. Sugar là tiếng Anh là sugar, sugar OH vị trí số 1 và vị trí số 8 sẽ gắn với đường vào đây. Thì khi vô tới trong ruột á thì vi khuẩn đường ruột nó sẽ cắt cái này, cúp via này, tiết hóa từ cái này thì có phiên bản tiếng Anh là thầy chưa kịp điểm ở đây cho các em. Thì đây là cắt cái đường ra để cho ra anh ta cái nồi, sau đó anthraquinone nó sẽ bị oxy hóa để cho ra một cái xuất khử anthraquinone, là chất này nó mới là tác động lên cái thể chỉ của tên không tác động vào cái tầng của bụng dạ và cái co thắt. Như vậy vi khuẩn ruột làm cái việc bacteri này, vi khuẩn ruột làm cái việc thứ nhất là cắt phần đường ra để cho ra anthraquinone, hiểu không ạ? Anthraglycosis là anthraquinone gắn với đường, thì vi khuẩn ruột cắt phần đường ra cho ra cũng với khuẩn ruột sẽ oxy hóa chất này để tạo ra một cái xuất khử đó, và chất khử này nó mới có tác động là kích thích nhu động ruột già. Nhớ nha, các em nhớ chi tiết này nha, tại vì có kỳ thi hỏi là cái lời cái này nha, có kỳ thi có tốt nghiệp hỏi mình làm được không, nói dễ không được ha. Rồi tiếp tục là bisacodin và bicosumab. Các em đi dự hội thảo và một số công ty nó nói là thuốc của tụi tôi, thuốc của chúng tôi là đi thẳng vô tác động vân vân, thì các em quan sát, các em nghe bisacodin và bicosumab khác nhau nào, quan sát nha. Đây nha, cái màu xanh lá cây, màu xanh lá cây thì là bisacodin. Bisacodin ví dụ nó cắt cái phần, nó cắt cái phần ví dụ estera, nó cắt cái phần này cắt cái này, nó cho ra là diphenol. Diphenol vô đây, vô đây nó mới bị là gì đây nè, vô đây thì nó mới tác động lên cái thận. Như vậy bisacodin là vô thẳng không rồi, còn bicosulfat, bicosulfat nó liên hợp, liên hợp vô đây nó mới cắt cái phần bicarbonate ra đây, cho rằng nó là diphenol. Như vậy chúng ta thấy khác nhau cái gì, quan sát nhé. Nhớ là bisacodin, bisacodin vô đó nó cho là diphenol, là cái men mà để khử cái este đó, các em thấy nè. Còn picosulfat thì đầu tiên nó là glycerin trước, rồi sau đó mới cho diphenol, cuối cùng cũng là diphenol. Cái chất cuối cùng có tác động, đây là cuối cùng của diphenol. Giờ các em quan sát lại nha, ở đây chúng ta có là bisacodin, là nó sẽ cắt hai cái nhóm này, đây ha, cắt cái đây, cắt đây, rồi là esterase, cái enzyme esterase nó sẽ cắt cho ra diphenol.
Nichiron vào thẳng đường ruột và có tác động kích thích đường ruột, đó là bisacrin. Trước đây chúng ta dùng là phenobarbital thì nó kích thích ngoài quá mà không tốt, là không được. Trước đây dùng phenobarbital là cách chỉ khi máu, hiện nay không dùng cái đó nữa. Đầu tiên đó là bisacrin là đi lên đây đó, cắt một cái phần ST vô tới đồng này có tác động. Riêng bisacrin sodium tức là natri thì vô đây đầu tiên nó liên hợp, đầu tiên liên hợp trước. Cái phần này nó mới gắn với lại cái liên hợp, liên hợp với lại glycolic vô đây. Rồi khi có đường ruột nó mới trả cái bisacrin ra để cho sinh pháp ăn lên. Thấy chưa? Cho sinh pháp ăn lên. Nó có cái nào? Cho sinh pháp. Như vậy với glycosinh pháp thì đầu tiên nó cho về sinh pháp và đi theo. Nhưng nghe kỹ nha. Vô tới trong ruột đây này, nó cắt cái phần sinh pháp này, cắt phần này đó, vô tới trong ruột đây này. Cái màu xanh này nè, một bên là sinh pháp nhé, một bên là sinh pháp, một bên là đi theo. Cái màu xanh này nè đó. Thì chất glycosinh pháp này sẽ cắt, đầu tiên là nó liên hợp ở đường đo, liên hợp glycolic xong vô cái ruột già, glycolic sẽ cắt cho ra một bên là sinh pháp, bên là difenol. Như vậy là người ta nói cái hạt thuốc, mấy cái hạt thuốc mà công ty dược nó nói là bisacrin là bisacrin là tác động trực tiếp, còn glycolic là tác động gián tiếp. Cái chuyện đó hiệu quả hay không nhưng mà không cao. Đúng vậy không thì chuyện sẽ đến sau đi, nhưng không hiểu đó là chuyện tại sao nói đó. Bisacrin sẽ cắt một cái stem và cho đi. Cuối cùng là gì? Hai chất này cũng cho sản phẩm cuối cùng là diphenol, là hai cái phenol cuối cùng. Đây là một cái phenol này gọi là diphenol. Tuy nhiên với bisacrin thì nó đây là ha, đây hình như là cái này xin lỗi, hình như thì nhầm đây, thì nhầm đó. Bisacrin nó được liên hợp glycolic và sau đó nó nhả ra. Bên đây nha. Rồi thì nhầm rồi. Thì nhầm. Bisacrin. Cuối cùng cho ra cái gì? Cuối cùng cho ra diphenol. Nhân viên thầy dạy này nha. Diphenol và glycolic. Còn bisacrin cuối cùng cũng cho ra diphenol và sinh pháp. Được không? Đó cái quy định này. Hiểu không? Thầy ghi nhầm. Nó lại gì? Thầy nói ngược lại. Ngược lại. Ngoài các thực hành. Rồi các em nói khác lại nha. Bisacrin vô đây nó liên hợp trước. Thấy chưa? Liên hợp trước rồi xong đây nó mới nhả ra vô rồi mình luôn nó cho glycolic này. Hai bước đầu tiên là cái là glycolic và difenol, như vậy là cuối cùng của difenol. Nhưng mà glycolic ngược lại bisacrin, thầy nói rằng thầy phải nhìn cái này trong gà hóa thuốc gì đó. Bisacrin đi thẳng một lèo vô nó từ cái đường ruột cắt ra là sinh pháp và difenol. Như vậy thì em dễ của tên này, con thấy này dễ hiểu đúng không? Này coi là nhiều bisacrin thì cho difenol và glycolic, còn glycosinh pháp thì cho difenol và sinh pháp đó. Như vậy để cho dễ dễ nhớ, em nhớ cái gì? Cái này có sinh pháp thì không phải nữa. Em đọc lại nha. Glycosinh pháp thì có sinh pháp rồi, đâu cần phải liên hợp nữa đúng không? Còn bisacrin thì nó phải liên hợp với glycolic, cuối cùng nó cho ra glycolic. Như vậy là cái này, ví dụ như các bạn nhớ glycosinh pháp thì nó cho difenol và sinh pháp, còn bisacrin nó phải liên hợp với glycolic để cho ra difenol và glycolic. Cái bài thì dạy đâu, bài thì dạy nó là cách đây hay là tám lâu lắm nên để nhớ rồi hay là tám. Thật ra thì văn phòng hai chúng ta bắt đầu học này để mà nốt em thì kỳ thi tốt nghiệp lớp em thì bắt đầu thi tốt nghiệp.
tiếp tục nhé. Rồi. Chúng ta làm trước.